Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông kỳ này là những tin tức liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tuần qua. Thưa quý vị, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn giải đáp các nội dung có liên quan đến hoạt động vận tải bằng ô tô, số điện thoại hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết phân luồng giao thông. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, qua các phương tiện thông tin đại chúng, có nêu về hiện tượng cò mồi luồng xanh làm dịch vụ kê khai thông tin về thẻ nhận diện tại một số địa phương. Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đơn vị này đề nghị các sở giao thông vận tải công bố công khai, hướng dẫn đơn vị vận tải về quy trình kê khai thông tin thẻ nhận diện phương tiện. Theo đó, nêu rõ việc kê khai thông tin rất đơn giản và nhanh chóng thông qua phần mềm trực tuyến, không tiếp xúc với cơ quan quản lý, nên đề nghị đơn vị vận tải không thông qua trung gian hoặc cò mồi để tránh bị lừa và mất tiền. Công bố số điện thoại đường dây nóng, Zalo, email người giải quyết, tiếp nhận thông tin phản ánh của Sở Giao thông Vận tải. Tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có, theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện hiện tượng cò mồi luồng xanh tại địa phương thì phối hợp với cơ quan công an để kiểm tra, xử lý kịp thời. Bố trí đội ngũ cán bộ để đảm bảo giải quyết ngay khi các đơn vị vận tải hoàn thành việc kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin về thẻ nhận diện phương tiện theo hướng dẫn. Các hiệp hội vận tải được đề nghị tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền cho đơn vị vận tải về trình tự kê khai thông tin thẻ nhận diện phương tiện có mã QR để đơn vị hiểu và thực hiện về quy trình đơn giản và thuận tiện này. Yêu cầu đơn vị vận tải tuyệt đối không thông qua dịch vụ để tránh tình trạng bị lừa đảo, gây thiệt hại về kinh tế và bức xúc cho đơn vị chủ phương tiện. Trường hợp đơn vị vận tải cần có hướng dẫn chi tiết, đề nghị liên hệ ngay với Sở Giao thông Vận tải địa phương để được hỗ trợ giải quyết. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố công bố hai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ, giải đáp kịp thời khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô phản ánh theo số 088-601-6640. Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông 091-660-8085. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương chấn chỉnh phòng ngừa tình trạng lợi dụng việc cấp giấy nhận diện mã QR để vi phạm pháp luật. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp tổ chức kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa có giấy nhận diện QR code tại các điểm tập kết, điểm bốc dỡ hàng hóa, yêu cầu tổ chức cá nhân là chủ phương tiện được cấp giấy nhận diện QR code luồng xanh sử dụng đúng mục đích, lộ trình, xét nghiệm cho tài xế và người trên phương tiện theo định kỳ 72 giờ một lần. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 tới đây, chủ xe cơ giới khi làm thủ tục kiểm định phương tiện, kể cả là lần đầu và định kỳ, tại các trung tâm đăng kiểm không còn phải xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực như hiện nay. Đây là điểm mới được quy định tại thông tư số 16 của Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành. Theo đó, khi đăng kiểm định kỳ, chủ xe chưa phải xuất trình giấy đăng ký xe, bản chính, giấy biên nhận thế chấp bản chính tại tổ chức tín dụng hoặc giấy hạn cấp đăng ký xe. Riêng với trường hợp xe mới cải tạo, phải nộp kèm bản chính giấy chứng nhận kiểm định cải tạo xe. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện một số trạm đăng ký thuộc quản lý của Sở Giao thông Vận tải vẫn hoạt động. Tuy nhiên, các trạm này chỉ đăng kiểm cho xe của doanh nghiệp vận tải, xe chở nhu yếu phẩm, chuyên gia phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Trong danh mục được phép đi lại nhưng hết hạn đăng kiểm. Đối với xe cá nhân, xe tải không phục vụ phòng chống dịch, không nằm trong danh mục được phép đi lại thì không nên đi đăng kiểm thời gian này. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, các chủ phương tiện tham gia giao thông trước tiên phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Cảnh sát giao thông chỉ thực sự xử lý vi phạm giao thông theo quy định của Nghị định số 100 và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Nếu xe hết hạn đăng kiểm trong thời gian giãn cách xã hội, cơ quan đăng kiểm chưa thực hiện kiểm định lại phương tiện mà người dân thật sự cần thiết dùng xe đi ra đường, thì lực lượng chức năng linh động không xử phạt. Hết giãn cách, người dân đưa phương tiện hết hạn kiểm định đi kiểm định. Nếu gặp lực lượng cảnh sát giao thông mà có đầy đủ giấy tờ chứng minh việc hết hạn kiểm định trong thời gian giãn cách, thì lực lượng chức năng sẽ cho qua, không xử lý lỗi hết hạn kiểm định.
vị, tại hội thảo trực tuyến quản lý các yếu tố có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức mới đây, nhiều ý kiến đề xuất cần phải có giải pháp quản lý chặt tốc độ phương tiện, trong đó có thể giảm tốc độ tối đa trong khu đông dân cư từ 50 km hiện nay xuống còn 30 km để kéo giảm tai nạn giao thông. Song việc giảm tốc độ cần phải được khảo sát kỹ lưỡng, tránh làm đồng bộ, gây lãng phí năng lực lưu thông. Trong số nhiều nguyên nhân gây tai nạn, vi phạm tốc độ luôn chiếm tỷ lệ cao. Nếu tăng tốc độ trung bình 1 km một giờ, có thể dẫn đến gia tăng 4-5% số vụ tai nạn giao thông. Ngược lại, nếu giảm 5% tốc độ bình quân, có thể giảm đến 30% số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam xếp thứ 150 trên thế giới. Tỷ lệ dân số sống ở đô thị chiếm hơn 37%. Tuy nhiên, tai nạn giao thông trong đô thị lại chiếm tỷ lệ lớn so với ở nông thôn. Việc giảm tốc độ cho phép của phương tiện cơ giới xuống 30 km một giờ tại các tuyến đường đông dân cư, trường học, khu vực có nhiều người đi bộ sẽ giảm 26% chấn thương do tai nạn giao thông. Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông cho rằng, hiện nay tỷ lệ đô thị hóa đang tăng nhanh. Việc giảm tốc độ cho phép của phương tiện xuống 30 km một giờ tại khu vực đông dân cư về cơ bản sẽ cắt giảm tai nạn giao thông. Song, việc hạ tốc độ cần được quy định rõ ràng tại các tuyến đường và cần có biển chỉ dẫn. Hiện nay thì một số khu đô thị mới là xây dựng trên phần đất vốn là đất nông nghiệp và nó chỉ có một lối tiếp cận ra vào với các trục đường chính thôi. Thì những trường hợp như vậy là cái giao thông thông quan ít. Nhưng trong tương lai khi mà các khu đô thị đó nó được mở rộng hoàn chỉnh, nó có hai mặt tiếp giáp đường và cái đường trục chính của khu đô thị đó có thể thành một cái tuyến đường thông qua để cho các xe tải có thể lưu thông được. Thì trường hợp đó là giao thông bên ngoài có thể len vào trong khu dân cư và chạy với tốc độ cao. Song, việc giảm tốc độ cần được khảo sát kỹ lưỡng, không thể áp dụng đồng bộ tại các tuyến đường. Vì diện tích mỗi tuyến đường là khác nhau, nếu đồng bộ sẽ gây ảnh hưởng đến năng lực lưu thông. Nếu áp dụng thì chỉ quy định tại các khu vực nhạy cảm như trường học, khu vực thực sự đông dân cư. Cũng là trong phố nhưng mà có những cái phố mà đường rất nhỏ. Có những phố mà có thể là có các cái trường học hoặc là có cổng các cơ quan thì chúng ta phải quy định tốc độ thấp hơn. Tôi muốn nói là không quá 50 tức là gì có thể thấp hơn. Và như vậy những cái chỗ nào đường tốt, đường đẹp trong thành phố thoáng mát, các cái đường thoáng thì chúng ta có thể cho chạy với tốc độ là 50. Còn các đường khác chúng ta yêu cầu có thể cho chạy tốc độ thấp hơn 30, 40 hoặc thậm chí là 20 cây số một giờ. Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng cho rằng, tại nhiều quốc gia phát triển, tốc độ giao thông tại các khu vực đông dân cư được quy định giới hạn rất thấp, 30 km một giờ. Đây là kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo. Theo các chuyên gia giao thông, việc giảm tốc độ đã có nhiều nước trên thế giới áp dụng, song không vì thế mà có thể thành công tại Việt Nam. Giới tốc độ cho phép hiện nay thì vẫn đang đáp ứng yêu cầu lưu thông nhanh chóng, thuận tiện, giúp phát triển kinh tế xã hội. Trong khi hạ tầng giao thông ngày càng được mở rộng, không lý do gì chỉ quy định cứng nhắc giới hạn khung tốc độ cho phép. Vì tốc độ càng chậm thì ùn tắc càng cao. Nếu chúng ta cho phương tiện, dòng phương tiện chạy với tốc độ thấp hơn, ví dụ như 20-30 km giờ thì đương nhiên là cái lực thông hành kém hơn. Và đồng nghĩa với lực thông hành kém thì khi đó là đường ùn tắc hơn. Đấy, tất nhiên rằng là cái đường mà chúng ta đang nói lý thuyết là đường mà không có vấn đề gì. Còn với cái đường mà kẹt cứng lại thì chúng ta có di chuyển được tốc độ cao hơn đâu. Đấy, chúng ta phải xác định như thế. Và như vậy thì chúng ta nên căn cứ vào cái con đường cụ thể và cũng như cái yêu cầu an toàn của cái đoạn đường đó để chúng ta quy định tốc độ cụ thể. 50 km trên giờ hay 30 km trên giờ vốn không phải là bản chất của vấn đề. Điều quan trọng vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Nếu tuân thủ đúng các quy định của luật giao thông đường bộ là quan sát và làm chủ tốc độ, thì tai nạn giao thông sẽ được kéo giảm. Xuất phát
từ yêu cầu cấp bách trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã chủ động nghiên cứu xây dựng triển khai hệ thống quản lý di biến động công dân dùng dịch và quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 liên kết với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu cư trú. Hệ thống này đã được chính thức vận hành với kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát cũng như là truy vết được nhanh và chính xác hơn. Để thực hiện việc khai báo, công dân sẽ truy cập vào địa chỉ website https://sức-khoe.dancuquocgia.gov.vn thông qua thiết bị di động smartphone hoặc máy tính có kết nối Internet. Thông tin của công dân kê khai sẽ được kiểm tra đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an kỳ vọng việc này sẽ giúp kịp thời truy vết di chuyển của công dân khi có yêu cầu. Ngoài ra, việc quản lý tập trung dữ liệu công dân được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sẽ giúp phân tích được tỷ lệ công dân được chứng nhận tiêm chủng để định hướng nhập vaccine, phát triển kinh tế trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển để mà ứng dụng trong cái công tác của lực lượng công an. Cái đấy là chúng tôi đã có dự tính. Đấy. Thứ hai là chúng tôi phát triển những cái ứng dụng mới để làm sao phù hợp với những cái nhu cầu, yêu cầu và quản lý tốt hơn nữa. Đấy, vừa là quản lý phòng chống dịch bệnh nhưng vừa là phục vụ công tác quản lý nhà nước. Việc ra đời hệ thống này được kỳ vọng sẽ giải quyết ùn tắc tại chốt kiểm dịch ở cửa ngõ các thành phố thông qua việc cho phép người dân khai báo trước thông tin cá nhân, thông tin y tế và cho phép người dân xuất lưu mã QR code để cán bộ trực chốt đối chiếu, kiểm tra khi đi qua các chốt kiểm soát. Toàn bộ dữ liệu người dân khai báo và dữ liệu dân cư cũng như lịch sử di chuyển của người dân đều được Bộ Công an bảo đảm tuyệt đối bí mật. Các trường hợp người nhiễm bệnh có lịch trình di chuyển và tiếp xúc phức tạp, khi có yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Công an sẽ phối hợp trong công tác truy vết y tế để đảm bảo có phương án xác định và cách ly các F1, F2 kịp thời. Thưa quý vị, từ 22 giờ ngày 22 tháng 8, xe vận tải luồng xanh phải chủ động khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân dùng dịch khi qua các chốt kiểm soát dịch tại 25 tỉnh thành phố phía Nam. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các sở giao thông vận tải 25 tỉnh thành phố phía Nam khi thực hiện việc cấp mã QR, ưu tiên hoạt động trên luồng xanh, phải yêu cầu tất cả các chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, tài xế, người bốc vác tiến hành khai báo y tế tại địa chỉ sức-khoe.dancuquocgia.gov.vn. Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo tất cả cán bộ chiến sĩ tại các trạm chốt kiểm soát dịch cửa ngõ 25 tỉnh thành phố phía Nam giám sát thực hiện nghiêm yêu cầu kiểm tra mã QR tại hệ thống phần mềm quản lý công dân dùng dịch, đồng thời tăng cường hướng dẫn tuyên truyền các xe vận tải luồng xanh phải chủ động việc khai báo y tế, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc tại các chốt, tránh nguy cơ lây nhiễm. Bộ Công an hướng dẫn khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân dùng dịch như sau. Bước 1. Truy cập vào hệ thống quản lý tờ khai y tế tại địa chỉ https://sức-khoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc truy cập đường link thông qua việc quét mã QR tại các chốt kiểm dịch bằng ứng dụng Zalo, ứng dụng quét mã QR để vào biểu mẫu khai báo y tế, không sử dụng Bluezone để quét mã. Bước 2. Kê khai thông tin trên mẫu phiếu tờ khai y tế, bắt buộc kê khai với nội dung có đánh dấu sao. Bước 3. Nhập mã xác thực thông tin vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo. Bước 4. Nhấn gửi đi, chờ màn hình xuất hiện thông báo mã QR và lưu lại mã QR. Bước 5. Tại các chốt kiểm dịch, công dân cần xuất trình với lực lượng chức năng mã QR và giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe để kiểm tra đối chiếu. Chương trình An toàn giao thông kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.